Sáng ngày 16 tháng 3 tại thôn Thọ Liên, Hội Nông dân xã Kiên Thọ đã tổ chức lễ phát động phong trào Hội Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Sự chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thọ, Hội Nông dân trong cụm thi đua. Với quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2018, xã Kiên Thọ đã phát động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và các tổ chức đoàn thể đăng ký phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương bằng 3 phần việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng chuồng trại, hố rác thải, bê tông đường làng ngõ xóm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị Hội Nông dân, các chi hội trưởng nông dân xã cần tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng ủy về mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019 và kế hoạch của Hội Nông dân huyện, xã đến từng hội viên nông dân. Thông qua đó cùng nhau góp sức chung tay đăng ký thực hiện 5 việc: tăng thu nhập, cải thiện đời sống, chỉnh trang đường ra ngõ, vệ sinh chăn nuôi, chỉnh trang vườn nhà hợp lý, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đây là những việc làm thiết thực mang tính lan tỏa đến từng gia đình, đến cộng đồng và trở thành những công việc thường xuyên có ích cho từng gia đình và cộng đồng xanh sạch đẹp hơn. Sau lễ phát động, một số gia đình hội viên nông dân làng Thọ Liên đã thực hiện chỉnh trang lại đường vào nhà, xây bể chứa rác thải chăn nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và sạch đường vào nhà. Đồng thời, các chi hội thực hiện các phần việc được phân công, trong đó chú trọng tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn xanh sạch đẹp và mỹ quan, góp phần cùng toàn xã Kiên Thọ đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 này.